Hello, chào các bạn, tôi là BH. Để bắt đầu cho ngày hôm nay thì tôi sẽ còn phải đi tìm slime trước. Tuy nhiên thì tìm mấy con slime để giết thì nó sẽ rất là lâu, cho nên tôi sẽ chế theo cái cách này. Tôi sẽ còn cái màu xanh lá nhạt với lại bột lúa mì. Và màu xanh lá nhạt thì rất là đơn giản, là tôi không cần phải đi tìm xương rồng. Tôi chỉ cần đi tìm một cái loài hoa nào đấy xong rồi bỏ vô cái máy nghiền. Bây giờ tôi chỉ còn đi hái hoa như một thằng gai. Rồi sau đó tôi sẽ bỏ nó vô cái máy nghiền này để cho nó nghiền ra. Và chỉ chờ một chút thôi là tôi sẽ có được cái màu mà tôi cần. Đây, màu xanh lá. Với cái màu này thì chỉ cần thêm màu trắng nữa thôi là tôi sẽ có màu xanh lá nhạt. Màu trắng thì rất là đơn giản, tôi chỉ cần có khúc xương này, bơn miêu và màu trắng, màu xanh lá và màu xanh lá nhạt. Giờ thì tôi sẽ cần cái bột lúa mì này. Và để có bột lúa mì thì tôi chỉ cần lúa mì tôi bỏ vô cái máy nghiền này. Rồi chờ một chút lấy ra là chúng ta có cái bột. Và với cái bột này đem đi nhúng nước chúng ta sẽ có cái bột mà chúng ta cần. Đã có một bánh mì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm bánh, làm slime. Và khi đã có slime rồi thì bây giờ tôi có thể chế ra được một cái chai keo siêu dính. Và bây giờ tôi sẽ chế những món đồ tiếp theo. Và trong số đó đầu tiên là cái cut assembler này. Cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, tôi sẽ còn phải dùng cái này để tạo ra được một cái chiếc xe di chuyển được. Và bây giờ tôi sẽ còn phải chế chiếc xe. Tôi sẽ có cái đường ray và một cái xe mỏ. Đó, đó chính là chiếc xe. Xe mỏ có lò. Này, tôi sẽ còn cái này. Ok. Và với cái cut assembler thì tôi có thể xây lên cái xe mỏ. Và bây giờ thì tôi sẽ cần một mớ mechanical drill. Vậy thì tôi phải có một nùi andesite cây. Và bây giờ tôi phải ngồi tỉa mấy cục gỗ để chế andesite cây. Và như vậy là tôi đã chế ra được 20 cái mechanical drill. Và tôi nghĩ là nó không đủ nên là tôi chế thêm 5 cái nữa. Bây giờ tôi sẽ còn thêm một thứ nữa, đó chính là cái deploy. Cái này tôi nghĩ là cái phức tạp nhất ở trong đống này. Nhưng mà thực tế thì nó vẫn rất là đơn giản. Thì tôi chỉ cần mấy cái brass. Đây tôi có rất nhiều brass. Rồi dùng cái brass này bỏ vô máy ép. Trong lúc mà chờ nó ép thì tôi sẽ chế ra một cái rosewood. Rồi sau đó dùng giấy cát để chà nhám nó. Khi mà đã đủ đồ rồi thì bây giờ tôi sẽ chế cái deploy này. Chế ra cái cục này. Rồi bây giờ chúng ta chế cái bàn tay. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chế ra được cái deploy. Yeah. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu xây cái máy khoan tự động. Tôi chỉ cần sắp nó lên thành một cái tường giống như thế này. Nhưng mà vì số lượng không đủ cho nên là mình phải chế thêm 5 cái nữa. Và như vậy là tôi đã hoàn thành cái mặt của cái máy khoan tự động. Bây giờ thì tôi sẽ cần phải chế cái chỗ nhạy cảm của mấy cái này đi. Rồi mình sẽ kéo cái chỗ này ra. Cái này vào đây, rồi kéo xuống hai block, đặt cái deployer vào đây. Và bây giờ mình sẽ cần một hàng lương ở đây. Tôi sẽ còn phải bỏ đường ray vô trong cái này. Cái deployer này nó sẽ đặt đường ray ở trên cái đường đi của cái máy khoan. Bây giờ tôi sẽ chỉ còn đặt một cái cut assembler ở đây, rồi đặt cái xe mỏ vô. Rồi tôi sẽ còn một cái công tắc. Đây, công tắc đặt vào đây, rồi gạt lên và... À quên. Còn phải lấy keo dính này dính mấy cái này lại nữa anh em ơi. Tôi sẽ dán cái mặt trước lại, rồi tới cái này. Tôi sẽ phải dán nó từng phần chứ không thể nào dán hết một lượt cái đám được. Bởi vì như vậy thì nó sẽ rất là dễ xảy ra lỗi. Và khi đã dán xong hết rồi, đẩy lên và tôi sẽ có được cái... Ồ, đây, xong đẩy ra, ok đẩy ra, đó. Như vậy là tôi đã hoàn thành. Nhưng mà trong quá trình đẩy xe thì tôi có nghịch ngu một chút. Và cái máy này nó đã phản chủ, nó quay lại, nó đục con mẹ nó cái máy phâm đá của tôi. Nó rất là mất dạy, nó chưa có trí tuệ nhân tạo mà nó đã biết phản chủ rồi. Nó mà có nữa chắc nãy giờ nó đục mấy lỗ trên người tôi rồi. Mà sau một hồi đe dọa nó bằng tình yêu thương vô bờ bến thì cuối cùng nó cũng chịu nghe lời tôi. Bây giờ cái máy nó đã hoạt động đúng ý tôi muốn. Đây và bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi quan sát, ngồi chờ coi nó đục lỗ thôi. Chúng ta sẽ đúc một cục than vô đây để nó có năng lượng. Ngồi coi cái này đào nó khá là chiêu anh em ạ. Này mà chơi online á, tôi cầm cái này đi phá nhà mấy đứa bạn tôi là nó bá cháy. À mà tôi làm đế cho các bạn, quên. Và cái gậy cái này nó không chỉ là cái gậy công nghiệp mà nó còn là cái gậy phép thuật nữa anh em ạ. Vì bằng một cách ảo lòi nào đó mà nó có thể thu cả cái máy to chà bá này vô một cái block duy nhất. Và khi mà nhét vô vậy là tôi phải đi một cách thật là nhẹ nhàng. Tại vì ở trong quần tôi không phải cái máy là thứ duy nhất to đâu. Nó còn thứ khác to hơn cơ, nhưng mà nó dễ vỡ cho nên là lỡ mà nó gãy thì thấy mẹ liền. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đặt cái máy này xuống hang để chạy thử. Ban đầu thì khá là chật vật nhưng mà về sau thì ok mọi thứ đã ổn. Và bây giờ nó đã hoạt động một cách rất là trơn tru. Tôi muốn chế một cái ghế để đặt lên cái máy này ngồi nhưng mà hiện tại là không có lên. Nên là bây giờ tạm thời chúng ta sẽ lết theo nó. Máy đập đá đã xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái máy chặt gỗ. Thì máy chặt gỗ bây giờ thì tôi sẽ xây nó tại vị trí này. Đồ thì tôi đã chế xong hết rồi. Đây thì tôi sẽ cần một cái đồ gọi là cái máy cối xay gió. Sau đó thì tôi sẽ đặt một cái dãy máy cưa ở đây. Rồi chúng ta sẽ đặt mấy cái miếng này lên để kích hoạt cái cối xay gió. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng super glue để nối mấy thằng này lại với nhau. Ok. Đây, rồi nó bắt đầu xoay rồi này. Nhưng mà tôi còn phải cho nó xoay hướng ngược lại. Ok, nó chuẩn rồi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trồng cây. Đó thì cái cối xay gió thì nó sẽ xoay như vậy và cái máy cưa nó sẽ xoay theo. Đến khi mà có một cái cây nó lớn á, thì cái máy cưa nó sẽ đụng vô cái cây đó. Rồi nó chặt cái cây. Rồi nó đưa item vô trong cái rương. Đó, cái máy rất là đơn giản. Thì tôi lại tiếp tục đổi shader và qua cái máy tiếp theo đó chính là cái máy phâm lúa. Thì lúc này tôi đã cho cái máy đào của tôi nó đào nát nguyên khu này rồi. Mà cái máy phâm lúa thì tôi dự định là tôi sẽ xây ở cái vị trí này. Nên là tôi sẽ còn phải cho cái máy đào đào luôn cái khúc này.
nhìn nó đào rất là mãn nhãn luôn mà phê vô cùng. Bây giờ thì tôi sẽ xây cái máy phăm lúa tự động thì nó cũng giống như cái phăm gỗ thôi, nhưng mà nó thay cái máy cưa bằng cái máy thu hoạch. Ok, tôi sẽ còn phải xoay hướng lại. Đó, bây giờ mấy chỗ nào cái máy thu hoạch nó đã bắt đầu chạy rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trồng lúa. Nhìn nó giống cái máy hớt tóc quá ha. Và tôi đã dành 15 phút cuộc đời chỉ để cút đất. Nó khá là chiều. Và như vậy là tôi đã xong cái thử ruộng đầu tiên. Một cái ruộng chạy bằng sức gió. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đặt hạt giống vào. Rồi chúng ta sẽ xây cái ruộng thứ hai ở bên này. Nhưng mà tôi sẽ còn phải cho cái phần núi còn lại bay màu. Để làm vậy thì tôi sẽ còn phải đặt block lên. Rồi đặt cái máy khoan ra. Đó. Tôi sẽ cho nó khoan ở trên trời luôn. Đó, gọi là đục đít ông trời. Nhét than vào đấy. Rồi có vẻ là nó còn phải có người đẩy. Đó, ok. Như vậy là nó sẽ bắt đầu đào ở trên đây. Đấy, nó vừa đào mà nó vừa đặt block ra. Ủa chết mẹ, thôi rồi. Từ từ bình tĩnh. Đây, đó, chung rồi. Đây, giờ mới đúng nè. Đấy. Tôi sẽ chờ cho thằng này đào hết cái núi. Khi mà nó đã đào xong thì tôi chỉ còn phải đập mấy cái đường đá của nó thôi. Nó vẫn nhanh hơn nhiều so với việc đào hết cái núi bằng tay không. Hiện đại kiểu này nhiều khi vui vui mà tôi cho cái máy ra nó quét mẹ cái làng. Ok, và bây giờ tôi đã hoàn thành được cái ruộng thứ hai. Hai bên thì đều sẽ trồng lúa. Còn tương lai thì có trồng thêm cái gì khác hay không thì để tương lai tính. Tại vì hiện tại tôi thấy là lúa vẫn quan trọng nhất. Phật thiệu năng quá. Bây giờ là tới phần trang trí là tôi sẽ lót gỗ cho cái chỗ này. Xong rồi tôi sẽ xây cái nhà lên cao cao một chút và làm cái nhà kính. Hy vọng là nhìn nó sẽ ổn ổn chứ đừng có xấu quá. Trước tôi cũng xây nhiều cái mà tôi cứ tưởng tượng là nó đẹp đến hồi xây ra nhìn nó xấu như một con. Đến mức mà không có một con nào đủ thấp kém thì tôi lấy ví dụ. Bỏ qua cái đó thì cái nhà bây giờ nó cũng đã ra dáng của một cái nhà. Bây giờ tôi chỉ cần xây cao cao lên, làm ở cái khuôn này rồi lắp kính vào những cái lỗ còn lại. Là tôi đã xong được cái nhà kính. Tôi sẽ còn kiếm một mớ cát với lại là một mớ than để làm mấy cái đuốc. Chứ hiện tại tôi cũng hết đuốc rồi. Cắm đuốc cho nó sáng sủa chứ không để buổi tối nha mày. Zombie nó spawn ra nó núp vô mấy bụi cỏ màu xanh này nè. Tôi đéo nhìn ra mày nó cạnh mẹ nó lao tới nó thông đít tôi nè, nó thấy mày. Cho nên là để cho an toàn thì chúng ta hãy cắm đuốc ở những nơi dễ bị thông đít. Và cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại.